Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net. Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 11 tháng 7, dương lịch 2014, tức ngày 15 tháng 6, âm lịch Giáp Ngọ. Chương trình đài hôm nay xin được trình bày tổng quan Đại học Hè Phật giáo do Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo và Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức tại Chùa Pháp Luân, thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, vừa bế giảng hôm 6 tháng 7 vừa qua. Trước hết, xin quý thính giả nghe cảm tưởng của Thượng tọa Thích Giác Đặng, trưởng ban tổ chức Đại học Hè Phật giáo. Thưa chị Lan và thưa quý vị thính giả đang nghe đài, đây là lần đầu tiên giáo hội tổ chức Đại học Hè Phật giáo ở tại Chùa Pháp Luân, Houston, Texas. Ba năm trước thì chúng ta tổ chức ở tại Nam California. Cái sự dời đổi địa điểm đó, nó có một cái ảnh hưởng lớn trong sinh hoạt của chúng ta. Và thưa chị Lan cũng thêm một điểm nữa là năm nay ở tại Houston đó thì chúng ta tổ chức Đại học Hè trong một cái nội dung khác. Ví dụ như là chúng ta dành rất là nhiều thời giờ để có những phần tìm hiểu về giáo hội cho những học viên. Và khi mà nhìn chung lại đó thì có vài điểm phải nhận rằng sau Đại học Hè thì rất nhiều người họ nói rằng từ đến tới giờ họ sinh hoạt với giáo hội, họ nghe về Đức Đệ Tứ Đi Ngũ Tăng Thống. Nhưng mà với cái gì mà được tìm hiểu trong Đại học Hè, họ có một cái cảm giác rất là khác. Đồng thời, chúng ta cũng có một số những vị giáo sư thỉnh giảng. Họ đến, họ là những chuyên gia như là luật sư hay là bác sĩ tâm lý học. Họ đến thì các học viên đón nhận điều đó một cách rất là đặc biệt hoan hỷ. Từ trước họ nghĩ là khóa tu học chỉ dành cho các vị tăng ni giảng dạy thôi. Bây giờ thì họ tìm thấy là những chuyên gia bên ngoài họ đến nói những đề tài liên hệ đến Phật Pháp, liên hệ đến sinh hoạt rất là lợi cho họ. Và thưa chị Lan cũng một điểm khác mà chúng ta thấy đó là những năm về trước chúng ta có 3 ngày giảng. Một ngày thì khai giảng, một ngày thì chính thức giảng và một ngày thì bế giảng. Nhưng mà năm nay kéo dài một tuần lễ. Có một nhiều vị họ đã ở từ sáng tới chiều, từ ngày đầu cho đến ngày cuối. Thì họ cảm thấy rằng cái thời lượng đó là thời lượng tốt để có thể tìm hiểu nhiều hơn, hơn là tập trung quá nhiều trong một ngày. Và chúng ta cũng đã có thể làm được một cái gieo, một cái mầm đó là sau của Đại học Hè thì chỉ Lan là một số lớn các vị học viên đó họ đã bắt đầu nhập cuộc tham dự vào những sinh hoạt của giáo hội, kể cả cái việc tổ chức Đại học Hè năm tới. Đó là một điều mà thực sự rất là khích lệ cho ban tổ chức. Bởi vì sao vậy? Tại vì chính những người học trong Đại học Hè họ nhận được cái giá trị của chương trình và họ đứng ra gánh vác công việc này với cái sự hướng dẫn của giáo hội trong năm tới. Thì chúng ta tin tưởng rằng với cái yếu tố đó sẽ giúp cho Đại học Hè năm tới được tốt hơn, cải thiện nhiều hơn. Và chúng ta phải nuôi dưỡng trong nhiều năm. Chúng ta có thể kỳ vọng vào 1 năm, 2 năm được, mà nhiều năm. Sẽ đó là cái dịp để cho các thành viên của giáo hội, những người Phật tử quan tâm đến giáo hội cũng như đại chúng bên ngoài, đến tiếp xúc, tìm hiểu Phật Pháp, tìm hiểu giáo hội và tìm hiểu những kỹ năng sinh hoạt. Và những người này sẽ đóng những cái vai trò như là những cái người cốt cán, những người sẽ tích cực dự phần vào việc Phật sự giáo hội trong tương lai. Đó là về điều xin chia sẻ cùng quý vị thính giả của đài. Xin cảm ơn Thượng tọa rất nhiều. Đại học Hè năm nay mời thêm một số giáo sư thỉnh giảng bên ngoài để trình bày các vấn đề chuyên môn như giáo sư Ginger Clarkson giảng dạy về thiền học và âm nhạc chữa trị, bác sĩ Võ Hải Hành giảng về thiền định như một phương pháp chữa bệnh thần kinh tâm lý,
luật sư Stephen Yu, giảng về pháp lý Hoa Kỳ dành cho các tổ chức bất vụ lợi. Sau đây là một trích đoạn bài giảng của bác sĩ Võ Hải Hành. Xin thưa quý vị nghe nói là một người làm việc trong nhà thương thần kinh tâm lý mà chữa trị chỉ hoàn toàn bằng đạo Phật hết như vậy đó, thì quý vị sẽ rất là ngạc nhiên, như vậy khoa học nằm ở đâu? Thì thưa quý vị, khoa học ngày nay đã chạy theo kịp những cái gì mà Đức Phật nói và đã bắt đầu thể hiện được những cái gì Đức Phật nói. Quý vị biết một người bệnh nhân thần kinh tâm lý á, một ngày uống từ 15 tới 20 toa thuốc, một viên thuốc. Một viên thuốc như vậy đó, một toa thuốc như vậy đó, một tháng là từ 900 đồng. Thì giờ tôi chỉ một phương thuốc đó, không có tốn tiền. Mà nếu chịu khó ông làm đó, thì cái cách khóa trừ của nó đó, nó còn hiệu nghiệm gấp ngàn lần cái thuốc uống mà nó không có tác dụng phụ. Tất cả thuốc á, mà chúng ta uống đó, chỉ có 10% nó đi về não thôi, 90% nó nằm ở trong cơ thể mình và nó đi vào trong những cái hệ thống tim, gan, phèo, phổi, và nó có tác dụng phụ ở trên tim, gan, phèo, phổi hết á. Thành ra khi mà uống thuốc thần kinh tâm lý thì cứ phải tăng, 5 tháng cứ phải tăng lên chứ không bao giờ giảm hết á. Thành ra khi mà họ bắt đầu họ tập hít thở, những phương pháp rất là đơn giản mà Đức Phật đã chỉ dạy, thì họ bắt đầu họ lành lặn, họ bắt đầu cảm thấy yêu đời, họ bắt đầu cảm thấy sống trở lại. Mà họ không hiểu vì sao, chỉ có hít thở thôi mà bắt đầu cảm thấy là đã tìm lại được nguồn vui, niềm sống trong cuộc đời. Và cái lượng thuốc của họ uống đó, thì họ từ từ họ cảm thấy là họ không còn tha thiết với cái lượng thuốc nữa. Thì sau đó từ từ họ mới nói những điều này là do một vị thầy đã dạy cách đây trên 2600 năm. Và đây là một vị thầy lịch sử và có thật. Thì từ từ mới đưa những cái tư tưởng về Phật Pháp. Và đây là cái niềm mà hoan hỷ rất lớn, là tất cả chúng ta có được cái nước cam lồ của Phật Pháp để tưới chúng ta đi rời khỏi cái vực thẳm đó. Hải Hành rất chúc mừng cho quý vị là có được bậc Minh Triết Lão Sư, có được một cái cơ sở mà học hỏi Phật Pháp này quá sức là quý báu. Và xin quý vị luôn giữ lấy hơi thở của mình. Đó là cái chiếc thuyền, cái phi thuyền mà giúp chúng ta đi xuyên vào vũ trụ này và đạt đến cái mục đích tâm linh cao cả cuối cùng. Nam mô Bổn Sư. Tiếp theo là một số trích đoạn của cư sĩ Nguyễn Kim Luân, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia hạt Tarrant, thành phố Dallas, nói về mối liên quan của người Phật tử khi tham gia hoạt động cộng đồng. Trở về với những người Phật tử của chúng ta đối với cái tổ chức cộng đồng, thì kính thưa quý vị, chúng ta cũng là một thành phần ở trong đó. Chúng ta không thể nào chỉ gói gọn sinh hoạt ở trong một cái cộng đồng Phật giáo của mình, bởi vì cộng đồng Phật giáo Việt Nam cũng là một thành phần của cộng đồng người Việt ở tại địa phương, cộng đồng người Việt quốc gia. Cho nên chúng ta cũng có bổn phận đối với cái tổ chức cộng đồng, chúng ta cũng phải có bổn phận phải phát triển nó để làm sao cho nó trở thành một cái vị thế xứng đáng là đại diện cho chúng ta, đại diện cho cái tập thể người Việt của chúng ta. Chúng ta có thể làm nhiều chuyện lắm. Cộng đồng cần rất là nhiều người để mà tiếp tay, từ những cái công tác sinh hoạt, đấu tranh, biểu tình, cho tới những chuyện như là những cái lớp dạy đều cần người hết. Và ngay cả những sinh hoạt hoặc văn hóa, chẳng hạn như hội chợ Tết, chẳng hạn như Tết Trung Thu, chẳng hạn như 30 tháng 4, chẳng hạn như Dỗ Tổ Hùng Vương 19 tháng 6. Tất cả những sinh hoạt đó đều cần thiết. Đó là những sinh hoạt mà chúng tôi coi là định kỳ. Định kỳ là hàng năm chúng ta vẫn phải tổ chức, và năm nào cũng phải tổ chức hết. Thì người Phật tử chúng ta có thể đóng góp được
rất là nhiều ở trong những cái sinh hoạt đó. Hàng năm chúng tôi có những cái chương trình sinh hoạt với lại phía bên gia đình Phật tử ở bên chùa Từ Bi, bên chùa Từ Đàm. Những dịp như hội chợ Tết hay là Tết Trung Thu, chúng tôi đều mời gọi cái sự đóng góp của phía bên các chùa, các nhà thờ, các tôn giáo khác cũng như các hội đoàn, để làm sao chúng ta có được những cái sinh hoạt lành mạnh, được cho mọi giới, để làm sao cho cộng đồng của chúng ta nó được phát triển lên. Và chúng tôi khuyến khích những vị nào có đủ khả năng ra ứng cử vào những chức vụ lãnh đạo trong cộng đồng, là bởi vì có những ở những cái vị thế đó thì chúng ta mới làm được nhiều chuyện mà chúng ta muốn. Cho nên cái vai trò của người Phật tử ra sinh hoạt cộng đồng nó cũng rất là quan trọng. Khi mà cần thiết, khi mà có những cái chuyện mà bắt buộc mình phải chọn một thái độ, mà nếu như mà mình không có nằm ở trong tổ chức đó thì mình sẽ không làm được cái chuyện đó. Xin mời quý thính giả nghe một số phát biểu cảm tưởng của các học viên sau khi khóa học kết thúc. Trước hết là chị Mai Đào. Mặc dù đã biết, đã đọc, đã nghe rất là nhiều về tiểu sử của hai ngài, là ngài Đức Đệ Tứ Tăng Thống và ngài Đệ Ngũ Tăng Thống. Tuy nhiên sau khi tham dự buổi bài học hè này, được nhìn những cái hình ảnh, những cái tài liệu mà Giao phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế chiếu ra, thì càng nhìn càng đọc thì mình mới cảm thấy rằng mình rất là cảm phục các ngài, và trong lòng cảm thấy có một cái niềm rất là thương kính quý ngài, và cảm phục được cái sự hoạt động của các ngài cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từ bao nhiêu năm nay. Hầu như là cả cuộc đời của quý ngài đều dâng hiến cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Vì vậy thành ra tham dự buổi đại học hè này, chúng con cảm thấy trong lòng một cái niềm mà kính phục, thương mến các ngài nhiều hơn trước đây. Và đồng thời, như chúng ta đã biết là sau này cũng có nhiều nguồn, nhiều nơi đánh phá về phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Họ muốn tiêu diệt cái phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Tuy nhiên qua buổi đại học hè này, chúng con mới cảm nhận thấy rằng qua cái sự trình bày của giáo sư Ái và chị Y Lan, những cái hoạt động của các vị đó đã tranh đấu như thế nào cho cái sự phục hồi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cũng như đã đại diện cái tiếng nói của giáo hội ở trong nước ra bên thế giới như thế nào, thì chúng ta mới cảm thấy rằng là phòng thông tin Phật giáo quốc tế rất là cần thiết, một tiếng nói rất là quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại quê nhà cũng như ở tại hải ngoại này. Thì sau khi cái đại học hè này, chúng con càng cảm nhận cái sự quan trọng của phòng thông tin Phật giáo quốc tế, và nhất là với sự cá nhân của giáo sư Ái và chị Y Lan. Đó là sự trình bày của con. Đạo hữu Nguyễn Cương thì cho biết, nhờ cái đại học hè mà chúng ta mới biết nhiều và biết rõ hai vị tăng thống của chúng ta, là Đệ Tứ cũng như là Đệ Ngũ tăng thống. Mặc dù là chúng ta biết tên ngài, biết chức vụ của ngài, nhưng mà tiểu sử của ngài đã làm việc như thế nào, đã hy sinh cuộc đời hy hiến cho dân tộc như thế nào, mà nhờ cái đại học hè này, qua những cuốn phim cũng như là các lời giảng của chư tăng, chúng ta được hiểu rõ hơn. Thế nhưng mà 4 triệu người Việt trên ở ngoại quốc, bao nhiêu triệu con người Việt Nam, có ai biết được nhiều về hai vị tăng thống của chúng ta? Thì như vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đẩy mạnh truyền thông để mà đưa cái chuyện sử dụng cái truyền thông ngày nay quá tốt, quá mạnh, quá nhanh chóng, để đưa cái tiếng nói của giáo hội đến với tất cả người Việt của chúng ta, ít nhất là cũng ở hải ngoại, rồi sau đó tới ở trong nước. Thì tôi có cái đề nghị như thế này, mà cái chúng ta có thể làm được ngay mà không nhất thiết phải có chư tăng giúp đỡ, mà quý vị là cư sĩ ở các cái giáo hội của tại các chùa của địa phương, quý vị có thể làm được là như thế này. Quý vị về đó họp nhau lại, nhưng mà có một số tiền mỗi một tuần lễ, ví dụ ở các cái đài phát thanh họ lấy mình 100 đồng hay 150 cho 30 phút,
thì quý vị nhận được cái chương trình phát thanh của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế gửi đến quý vị hàng tuần. Quý vị lấy cái chương trình đó, quý vị dùng cái email gửi lên cho đài, nhờ đài phát cái đó trong 30 phút. Thì mình chỉ có một việc duy nhất là mình bỏ ra một chút xíu tiền, trả tiền cho đài, rồi đài sẽ phát cái chương trình đó. Thì tất nhiên đó là mình dùng cái đài phát thanh và dùng cái chương trình mà giáo sinh ấy đã có hàng tuần mà chúng ta có sẵn rồi, chúng ta chỉ có việc phát lên thì cái đó là biết bao nhiêu người ta nghe tới, mà tất cả địa phương đều làm như vậy hết, thì cái tiếng nói của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và nhất đặc biệt nhất là của giáo hội thì hàng tuần người ta nghe, thì như vậy có lợi biết bao nhiêu không, mà không cần phải đòi hỏi chuyên môn gì cả, mà tất cả cái điều gửi một cái email thì ai cũng có thể làm được, tất cả quý vị đều có thể làm được. Thì đó là tôi thấy đó là cái thực tiễn nhất. Mà nếu mà chúng ta không sử dụng truyền thông thì trong một cái số hạn hẹp rất ít biết tới giáo hội. Mà trong khi đó quý vị biết, con người cộng sản đó, ở Việt Nam tất cả các phường khóm đều có những cái loa phóng thanh, mỗi ngày nó nói xa xả từ sáng tới tối, mà nói láo, mà nói riết, rồi cái đó đi vào cái tâm thức của người ta, thành ra người ta từ cái nói láo đó người ta tin cái đó là thật. Thì tại sao mình không dùng cái chính sách đó? Bây giờ mình phải nói thật nhiều về giáo hội để cho người ta nghe riết, rồi từ từ người ta nghe, người ta không chú ý tới, nhưng mà sau cùng rồi bắt đầu từ đó họ mới thấy được, họ hiểu được, họ biết được, từ đó cái cảm tình nó sẽ chuyển đổi, hoán chuyển và trở thành có cảm tình với giáo hội. Đó là cái cách mà tôi đề nghị sau cái đại học hè này chúng ta về, quý vị cố gắng thực hiện. Và con xin hết. Chị Chí Huệ, người rất năng nổ trong ngành truyền thông và kỹ thuật Internet, đưa ý kiến. Kính bạch các chư tôn đức tăng ni, kính thưa giáo sư ái và kính thưa chị Lan cùng các cô chú ở đây. Tôi xin tiếp nối cái ý về đẩy mạnh về vấn đề thông tin Bắc Cương vừa có nêu qua. Sau khi buổi học hè hôm nay, con nghĩ mỗi chúng ta đều ý thức được là truyền thông là một vấn đề rất là quan trọng và cần thiết. Cho nên là con hy vọng rằng các cô chú có một cái ý thức là mỗi chúng ta là một chiến sĩ thông tin. Đó, cho nên là con hy vọng là sau cuộc buổi học hè này, con có những cái email của các cô chú để mình cùng nhau truyền tải thông tin. Các cô chú mặc dù không quen nhiều nhưng mà có thể những cái tin tức của giáo hội, các cô chú nào có email có thể chuyển đến bạn bè, rồi yêu cầu xin người ta chuyển tiếp để phổ biến, để đẩy mạnh cái về vấn đề thông tin đó. Và bên cạnh đó có nghĩa là giáo hội đang trong tình trạng xây dựng và phát triển, cho nên là các cô chủ có thể lưu tâm về vấn đề để ý những tài lớn tuổi cũng như trẻ tuổi, mỗi người đều có khả năng riêng, và nếu các cô chủ biết mỗi người có những cái vị nào có khả năng nào thì xin giới thiệu cho quý ngài ở đây, hoặc là giới thiệu cho con để con móc nối làm việc, để cùng nhau tạo một cái mạng lưới đẩy mạnh trên vấn đề truyền thông cũng như là đóng góp cho giáo hội. Bên cạnh đó, không có một ý kiến nào là một ý kiến xấu hết, cho nên con nghĩ là nếu quý vị các bác nào có bất kỳ ý kiến nào có thể đóng góp để chúng ta cùng nhau xây dựng và phát triển giáo hội trong tương lai. Con chỉ xin chừng nữa. Kính thưa quý ngài, quý cô bác ở đây, hồi nãy Thượng tọa Trí Tịnh có đề cập tới vấn đề gây quỹ giúp cho Phòng Thông tin một năm 24.000 để mà thực hiện cái chương trình phát thanh, thì xin kính Thượng tọa cầm cái ngọn cờ đầu là lần gây quỹ đầu tiên tại chùa Pháp Hòa Quang Long Đan. Chúng con sẵn sàng ra cái đó để mà tham dự giúp cho buổi gây quỹ đó. Anh Lê Quang, huynh trưởng gia đình Phật tử tại chùa Từ Bi ở thành phố Dallas, phát biểu như sau. Thì con xin có cái đề nghị như vậy. Thứ nhất là một đề nghị tổ chức đại học hè Phật giáo trong năm 2015, thì con xin là vận động giới trẻ và vào đại học hè năm 2015, và có cả ngành, cả huynh trưởng và ngành thiếu của dân Phật tử Việt Nam. Tại vì cũng xin thưa tất cả quý vị kia, cũng xin thưa là chúng ta đây là có khoảng 10 năm nữa thì không có thể đi nổi. Thế như vậy phải có giới trẻ để mà thay thế những cái đại học hệ và cái thành viên của giới trẻ của giáo hội. Cái vấn đề thứ hai
Dạ, cái này là con xin phép thượng tọa trì tịnh, bởi vì từ cái ngày đại hội cư sĩ mà hôm nay thầy là tổng vụ trưởng tổng vụ cư sĩ, sẽ có một cái con xin thầy tổ chức cho cái đại hội cư sĩ để trở về để cùng nhau vừa song song với đạo khoe, song song với đại hội cư sĩ để cho giáo hội sẽ có một cái thực lực. Cái vấn đề thứ ba, con xin một cái ưu tiên, một mà con ưu tiên nhất là có một cái cơ sở của giáo hội văn phòng hai viện hòa đào tại miền Nam Cali. Liên. Dạ, xin kính bạc cho con xin hết. Kết thúc khóa học, trong ngày bế giảng, xin mời quý thính giả nghe một số trích đoạn phát biểu của giáo sư Võ Văn Ái. Tôi còn nhớ tới một cái cuộc hội nghị tại New York, trong đó có rất đông các nước tới. Thì bản thân tôi thì rất kỳ vọng vào Phật giáo Trung Quốc. Thì tôi gặp đại biểu của một vị Trung Quốc, một vị lãnh tụ của những phong trào đấu tranh ở Trung Quốc. Thì tôi nói là chúng tôi rất kỳ vọng vào Phật giáo Trung Quốc, là bởi vì trước nhất là Phật giáo Trung Quốc đông, số lượng đông. Chùa chiền tôi được đi thăm thì hùng vĩ lắm. Thì vị đó nói một cái điều mà tôi rất kinh ngạc. Vị đó nói rằng các vị đã sai lầm khi đánh giá như vậy. Phật tử bên Trung Quốc đông, nhưng mà cái chế độ cộng sản nó đã làm cho mòn mỏi và tiêu tan rồi. Chúng tôi chỉ thấy rằng ở Á Châu, cái Phật giáo mà mạnh mẽ nhất, có tinh thần nhất và chuyên chở được cái Phật pháp nhất là Phật giáo Việt Nam. Ê, tôi ngạc nhiên quá là bởi vì vì đó quan sát cái sức mạnh hành động của Phật giáo kể từ năm 1963. Nếu không có cái vụ đấu tranh năm 1963 và ngọn đuốc của ngài Quảng Đức với những vị lãnh đạo ưu tú của Phật giáo Việt Nam, thì không ai biết Phật giáo. Và đặc biệt những người Trung Hoa, họ nhìn vào và họ có một cái quá trình là đảng cộng sản mạnh lắm, nhưng mà khi họ nói cái câu đó thì tôi mới giật mình, tôi nói ủa, như vậy chúng ta đã có một hạt bảo châu trong áo rách như trong kinh Pháp Hoa mà chúng ta quên đi, chứ không phải chúng ta không có. Thành lời cuối của chúng tôi khi kết thúc của cái đại học hè này, chúng tôi mong mỏi rằng quý vị ra về với một cái suy nghĩ mới, và từ một cái suy nghĩ mới đó chúng ta có một cái hành động mới. Và hiện nay thì Thượng tọa Giác Đẳng trong cái vai vị lãnh đạo ở hải ngoại sẽ lo lắng cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề cơ sở của giáo hội tại miền Nam California, và từ đó chúng ta sẽ có một cái nơi hoạt dụng. Và mong mỏi rằng quý vị đừng hãy bịt tai với những cái gì mà có tính chất phê phán, chửi bới, vu cáo. Và chỉ làm sao tôi thì luôn luôn tôi nói một cái lời là không phải mình dìm đè một cái tổ chức khác mà tổ chức mình lên cao, không phải là mình dìm đè một tôn giáo khác xuống mà tôn giáo mình lên cao. Ngài A Dục Vương đã từng nói rằng người nào mà nói xấu và nói và dìm đè những tôn giáo khác là không đi đúng con đường của chánh pháp. Đạo Phật cùng cộng tác với tất cả các tư tưởng, các tôn giáo, miễn sao làm cho con người trở thành một con người thiện nhân và để truyền bá chánh pháp. Thành ra vì vậy chỉ làm sao cho mạnh, cho Phật giáo mạnh lên là cái phương pháp hay nhất. Chúng ta bịt tai với những cái sự phê bình vu cáo, và chúng ta làm mạnh lên tổ chức của chúng ta trong 2 hay 3 năm tới thì tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ có quần chúng rất đông. Và xin cảm ơn Chư Tăng và xin cảm ơn quý vị. Ngoài những khóa học cố định, các học viên đã có những giây phút văn nghệ, góp tiếng hát và lời thơ cuối ngày rất nồng ấm. Xin mời nghe Chi Huệ ngâm bài thơ Xuân Nhớ Mẹ, trích tập thơ tù của Hòa Thượng Thích Quảng Đầu. Mỗi lần xuân đến gửi thêm sâu, con ở phương này mẹ ở đâu? Nam bằng đôi bờ dòng nước bạc, trong vời bóng mẹ cuộc ngang
ngàn nẻo đường con cất bước, cõi lòng vướng nặng mỗi sầu thương. Mái đầu mẹ nhuộm màu sương tuyết, chồng chất đôi vai lớp tuổi đời. Con muốn thời gian ngừng đồng lại, cho mùa xuống mẹ mãi xanh tươi. Thời gian vẫn cứ lạnh lùng trôi, hoa úa tàn phai trái chín muồi. Chúa xót lòng con niềm hiểu đạo, chân trời xa cách lệ tuôn rơi. Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả. Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây, mỗi lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên, làm cùng với cha.